Và ở đây thì mọi người sẽ được tham quan cái trại nuôi ong và đặc biệt là cái khu miệt vườn. Trên khu miệt vườn này có rất là nhiều loại hoa quả và trái cây, và đặc biệt ở trên này họ trồng bưởi da xanh rất là nhiều. Gia đình thì biết là bưởi da xanh nếu mà phục vụ cho ngày Tết thì giá nó rất là cao. Ngày bình thường đã 50-60 nghìn một ký, nhưng mà tới ngày Tết gần Tết thì tại vườn nó đã lên tới 100-120 nghìn một ký. Và lăn bánh ra tới Hà Nội thì ít nhất là phải 200. Năm vừa rồi là tại vườn đã 120 ký rồi. Và nguyên cái vườn bưởi chút xíu nữa mình tới đó, chỉ có những ngày Tết thôi là họ bán là hơn nửa tỷ rồi. Thì mình tính đi, một cái quả bưởi da xanh nếu mình chăm sóc tốt thì ít nhất nó phải 1,5-2 kg. Thì một cây nó bao nhiêu quả và một vườn nó bao nhiêu gốc thì nhận lên ha. Mà chút xíu anh chịu khó đếm cho người dân cũng được. Rồi khi mà tới chỗ mà trại nuôi ong á, thì điểm đầu tiên là mình sẽ được tham quan cái quy trình họ nuôi ong lấy mật ở đó. À, mình có thể tự sướng và bê cái tổ ong lên để chụp hình. Được hay bê luôn cái tổ ong lên để chụp. Được bê luôn. Nó có chích không anh? À, và đặc biệt là những con ong này nó không bao giờ nó cắn mình. Vì sao vậy? Nó chỉ chích và đốt thôi. Trời ơi. Khi bê thì được thả rơi xuống đất là được. À, ong này là dạng ong mật chứ con ong ruồi. Ong ruồi thì con nó nhỏ và rất là đen, đốt cực đâu. Và những con ong này họ gọi là giống như là những con kháng sinh á. Hồi giờ mình chưa bị tiêm thuốc hay bị chích gì nên cho thử cho nó chích một lần. Có thể là cái mũi tiêm của nó có nguyên liệu kháng sinh này giúp cho cơ thể mình nó phát triển tốt hơn. Hay là những người gầy á, một mũi của nó thôi chừng 30 giây sau là chỗ nào bị đốt con chỗ mập nha. Và đặc biệt là chỗ nào bị ong đốt cứ lấy mật ong xoa lên thì nó không còn bị đau nhức nữa, mà đến gì thế đó khoảng mà sau 10 phút thì chỉ muốn gãi thôi. Đúng rồi, giữ nhiều ông đực thì ông đực nó không có làm gì hết, ăn đi ngủ ăn chú thôi. Mà cái điểm đặc biệt của những con côn trùng này á, con nào mà ngủ và ông chú một lần là cuộc đời sẽ ra đi mãi mãi, sướng lần là đi luôn. À, đàn ông mà ở phụ nữ một lần mà sướng mà đi luôn chúng ta cũng ở đúng không? Và ông chúa tuổi đời ông chúa tầm khoảng từ 5-6 năm. Con ông đực á, tuổi đời của nó là khoảng 15-20 ngày, đúng với lại cái số ong mà họ nuôi trong tổ. À, mỗi ngày ngủ với bà, mỗi ông ngủ một lần rồi đi, ông một lần đi. Nên họ ra nhiều ông đực là họ sẽ giết hết. Họ chỉ giữ lại số lượng nhiều nhất đó là ông thợ. Là ông thợ là những con ông chăm chỉ làm việc rất là cần mẫn hàng ngày là lấy mật ong. Ông thợ là ông đực gì ông cả? Và cái điểm đặc biệt của mật ong ở đây là không phải mật ong rừng, nó là mật ong họ lấy từ hoa nhãn. Đây là khu trồng nhãn lớn nhất của Mỹ Tho, Tiền Giang. 80% miệt vườn ở khu này là họ trồng nhãn. Và cái điểm đặc biệt của nhãn ở trên Cù Lao này nó rất là khác với nhãn ở miền ngoài nha. Ở đây thì nó có hai loại nhãn lông, nhãn xuồng. Nhãn lông đây là loại nhãn với hạt cực to, thơm mỏng mà nước nhiều và rất là ngọt. Đó là mật ong họ lấy từ nhãn lông. Còn nhãn thứ hai đó là nhãn xuồng. Nhãn xuồng thì trái nó lớn hơn nhãn lông nhưng mà cái cơm nó dày, màu vàng, ăn nó vừa giòn vừa ngọt. À, thì cái nhãn xuồng này khi mà tới vườn của nó, nó mua tại vườn đó, thì tầm khoảng 40.000 mà ra tới chợ thì ít nhất phải 80.000 đồng. Còn cái nhãn lông này nó cực rẻ, có khi họ bán 10-15 nghìn một ký đó. À, tại vì cái nhãn này thì ăn để cho giúp mình hơi bị khát nước á, thì ăn cái đó vào thì nó vị ngọt của nó làm cho mình đỡ khát hơn, chứ nó không có ngon lành, lại không có cơm gì. À, và đặc biệt là sau khi chơi với lại những con ong xong, đi vào bên trong, vác con chăn lên để chụp hình. À, chăn này chăn thật nha, không phải chăn giả nha. Thật, con bự lắm. Thì con chăn này tầm khoảng 10-15 cân. À, chiều dài có 2 thước, có thể quấn xung quanh người để chụp. Dạ không? Găng là nó quấn, nó siết. Người ta kêu là quấn như chăn. Là nó siết luôn sao? Chết. Mình là sợ mình siết nó chứ không siết mình nổi. Hồi xưa thì chăn nó siết mình sợ, chứ bây giờ ấm nó lên rồi, người ta chỉ sợ là mình làm chết nó thôi.
Tại khi mà mình vừa chụp hình tự sướng mà trong người mình rung mình không biết. Có nhiều người la quá, hoảng quá là đem Trang văng xuống dưới. Thì con Trang khi rớt xuống là dập mặt nó chết. Nó bự với hàng vợ bở đấy. Và đặc biệt là khi mà chụp hình thường là mình hơi nắm cái đầu đúng không? Đúng rồi. Mà vừa nắm mình vừa rung ở tay cứ bóp vậy nè. Một là nó sùi bọt á, nó chết trên tay. Đấy. Thì cái tay mình lúc nào cũng vậy, sợ mình rung cái vậy nè, càng rung càng xếp. Còn hai á, nếu mà nó buông ra được thì nó quất lại mình. Nên nó đừng có làm cho nó đau là được. Thầy nhớ chưa? Nói chung là ở đây ai cũng chụp hình được với nó hết. Nói chung là chưa cái tai nạn nào con Trang cắn người. Chưa cái tai nạn là hết. Chỉ cái tai nạn là khách du lịch sợ quá quăng Trang chết. Đó là một lần. Đã một lần để có một con chết rồi, khách có phải được hơn 200 đô. Người nước ngoài. Nói chung là cũng thấy người ta chụp cũng hiếu kỳ nhảy lên ôm. Ôm xong rồi mấy người ngoài vừa la vừa có vũ mà bà hoảng quá bà quăng con Trang luôn. Giá tại chỗ. Ở dưới đó vừa có mồi nhậu vừa được tiền. Rồi đó là điểm thứ nhất á. Điểm thứ hai là mình sẽ đi qua chỗ làm bánh kẹo dừa. Thì về miền Tây nó có rất là nhiều đặc sản. Nhưng mà điểm chung của miền Tây đặc sản ở đây là gì ạ? 13 tỉnh thành ở miền Tây. Thì cái điểm chung của đặc sản của miền Tây là anh chị biết là gì mà? Đó là gái. Gái miền Tây là đẹp quá, thương hiệu đúng không? Đúng rồi. Chi dài tới lát mà lông lát dài tới chanh. Thương hiệu cái miền Tây. Ở đây cũng là khu vực mà xuất khẩu của Cộng Quốc. Để cái đi ra ngoài. Bến Tre, Gò Công, Tiền Giang, Đồng Tháp. Đồng Tháp thì phải lặn lội đi xa về Nha Mân. Người ta hay nói là gái nào đẹp bằng gái Nha Mân đấy. Hoặc là gái nào đẹp bằng gái Gò Công, Tiền Giang. Gò Công là nơi mà có rất là nhiều cô gái phim hoa hậu Việt Nam, đứng đầu Việt Nam đó. Và cái điểm thứ tư mà có chuyên trài nổi tiếng đó là ở đâu ạ? Tây Đô. Tây Đô Việt Nam là ở đâu? Ở Cần Thơ. Cần Thơ thì có bến Ninh Kiều. Chưa đi thì chưa biết Ninh Kiều. Mà đi rồi thì mới biết thủy nhiều hơn danh. Thủy đó, đó là những cô gái ăn chơi xưa. Hay gọi là Cần Thơ thì lắm cảnh hữu tình. Và Cần Thơ thì còn đó, còn mình cầm đâu. Đúng chưa? Đó, tối nay mấy chị lỡ bến Ninh Kiều đó. Nên là không có mấy ông là không sao. Có chờ chờ nổi không? Chờ nổi sáng ngày mai. Nói chung là không, cái chợ này là chợ trung tâm đầu mối, là ngày nào cũng bán hết. Và đặc biệt là cái chợ này sẽ đẹp nhất bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 âm lịch cho tới ngày 27. Đó là tất cả những cái sản phẩm nào mà tối ưu và đẹp nhất đó, họ sẽ mang ra trưng bày ở chợ này. Ngày bình thường là chỉ bán trái cây và rau củ thôi, từ ngày 15 âm lịch cho tới ngày 27. Là cái tour từ Sài Gòn mình đi xuống miền Tây mà đi dài nhất á, là sẽ kết thúc vào ngày 27 âm lịch. Tại vì ngày 28 là người ta về không có phòng chợ. Người ta sẽ nghỉ tới ngày 4, 5 Tết. Và những cái khách sạn ở dưới là hầu như là chỉ có một số người ta vẫn còn làm, người ta còn là nghỉ. Nên trong những cái ngày Tết từ ngày 1 tới ngày 4 là tour chỉ có một ngày. Mình có thể đi chơi đâu cũng được nhưng mà về ăn uống rất là khó. Chỉ có người ta thích làm, người ta yêu nghề thì ta dẫn vào cuộc vụ lên hết du lịch thôi, còn hầu như là ta nghỉ hết. Nên đi về miền Tây mùng 1, mùng 2, mùng 3 chỉ đi một ngày. Hoặc là Sài Gòn còn thêm tour nữa, đó là tour Địa Đạo Củ Chi, sáng đi chiều về. Đó là những cái tour còn lại trong Sài Gòn. Và hầu như là người Việt mình là ngày Tết là đi đâu à? Đi vô ngoại, nước ngoài hả? Cả đời đã làm lụng rồi, để chỉ một ngày để đi chơi. Rồi sau khi mình tham quan chỗ làm bánh kẹo, nói chung là từ nguyên liệu dừa thì có rất là nhiều sản phẩm. Gỗ dừa thì họ có thể làm những cái chũa, những cái muỗng, những cái cối, những cái chày. Đó là từ cái gỗ dừa. Còn cái tinh dầu dừa thì họ có thể làm sà bông, làm tinh dầu dừa, làm mascara, làm sơn môi, làm cái gì cũng được. Còn cái nước dừa thì họ làm gì ạ? Uống thì là dừa đâu mới uống. Cái thạch dừa, cái cốt dừa thì làm thạch, nhưng mà cái nước dừa thì có hai cách. Một là họ làm cái nước màu dừa, ở ngoài Bắc mình hay gọi là kẹo đắng đó, để kho cá cho thịt. Còn không thì lấy cái nước dừa uống men làm rượu.
rượu dừa để uống cực ngon. Nó có hai cái rượu dừa khác nhau nha. Một loại là ở trong cái quả dừa, trong quả dừa nó còn nguyên cơm của nó luôn, chỉ cái lấy nước dừa ra đổ rượu bên trong đậy nắp lại xong rồi uống men. Thì khi mình uống cái rượu dừa này thì nồng độ nó khoảng từ 16-18 độ và các vị béo của cái cơm dừa cũng rất là ngon. Nhưng mà tất cả chung quy cái dừa này là phải ướp lạnh thì uống mới cảm nhận được. Bình thường uống rất là nóng, ví dụ như rượu dừa mình trong cái chai á nó ghi là 29 độ nhưng mà uống trực tiếp vào thì tầm khoảng 40-45 độ, nó giống như rượu vodka. Nhưng mà khi mà ướp đá rồi thì nó sẽ giảm xuống đúng là 29 độ, uống rất là ngon. Mà khi mà mình thử á, thường có thể uống rồi cái ực đúng không, chưa cảm nhận uống, vừa uống vừa chết chết cái miệng thì mình sẽ cảm nhận được cái vị béo của dừa. Ngày hôm qua anh kia anh cũng đi với em đi đó, tay thì cầm cái kem, tay cầm cái rượu uống xong rồi em ơi sao rượu rượu dừa nãy ngọt thế. Anh đang ăn cái kem ở trên tay mà anh kêu rượu dừa nó ngọt thì đâu, ai uống rượu dừa cũng nhăn mặt, có mình ổng là nó rượu dừa nó ngọt này. Rồi sau đó nha, mình sẽ đi bộ vào bên trong khu miệt vườn. Thứ nhất là thưởng thức trái cây theo mùa. Thì trong đoàn mình mỗi bàn sẽ được 5 loại trái cây khác nhau, trừ sầu riêng. À, sầu riêng thì không có phục vụ, thì ai muốn thưởng thức sầu riêng thì mình mua riêng cái đó. Sầu riêng đó cũng không là khoái khẩu rồi, cực kỳ ăn một lần mình nhớ mãi mãi luôn, không bao giờ thử. Nhưng mà sầu riêng nha, làm bánh kẹo. Nói chung là riêng người Tây mà cho sầu riêng là nó chạy mấy cây số đó. Nó rất là ghét cái mùi đó. Chỉ có một số nó hiếu kỳ thì nó khu là nó ăn thôi. Còn đa phần là người nước ngoài. Chỉ có riêng ở Đông Nam Á mình ăn được cái món này. À, mùa này là mùa sầu riêng, mùa vú sữa, mùa da xanh, xoài. Tại vì đây là những loại trái cây mà mình có thể trưng vào ngày Tết, nên họ có thể trữ tới ngày cuối năm. Ở miền Tây bây giờ thì họ không có làm trái cây giống như xưa nữa, là thả tự nhiên. À, họ sẽ giữ nó ra đúng theo cái cách họ muốn, có nghĩa là họ có thể làm trái dụng. Nếu mà ra đầu mùa thì giá thành nó rất là thấp, nhưng mà làm trái dụng thì giá thành rất là cao. Ở miền Tây này thì nó có hai mùa mà gia đình đi tham quan nó rất là đẹp và mình cảm nhận đó, cực là thích luôn. Thứ nhất là vào mùa hè. Mùa hè tầm từ tháng 5 cho tới tháng 8. Đây là mùa đúng mùa trái cây ở miền Tây. À, đi nó hơi nóng nhưng mà đúng mùa trái cây nên đi vào trong vườn là chỉ có lại đó. Còn mùa thứ hai đó là mùa en hay mùa Tết. À, trời mát và chợ thì nó bán rất là nhiều thứ. Yeah. Rồi sau khi ăn trái cây này, uống trà, nó có chuyên đề ca nhạc đờn ca tài tử ở trong khu vườn. Đây là nhà truyền thống của dân miền Tây. Sau đó thì mình sẽ trèo xuồng ba lá để đi tham quan khu vườn. Thì cái xuồng ba lá này là tối đa là dành cho 4 người đi một chiếc. Nhưng mà với trọng lượng của mình, một việc của mình thì có thể dành 5 người hoặc là 5 người. 4 người hoặc là 5 người có thể đi chung chiếc. Rồi khi trèo xuồng ba lá, giúp em hai tay luôn luôn giữ bên trong thuyền. Thả tay ra ngoài là cái xấu đến bên trường. Hôm nay là tu là tu phiêu luôn bảo hiểm nha. Vừa xuống xuồng là mình sẽ thấy cá sấu nó bơi lúng lúc đó. Nói chung là cá sấu nó ngửi cái mùi tanh rất là hay. Thả ra là nó bơi lên. Thôi anh giỡn không? Anh giỡn không? Anh giỡn không? Anh giỡn vui. Giỡn vui. Hôm nay đâu? Hôm nay đúng không? Giỡn vui. Xua chưa? Sợ, sợ chết. Chết không? Nếu mà sợ thì còn nhiều tài sản đưa hết thì giữ giùm cho là cứ đi. Nó đùa thôi, tại vì ở đây là cái rạch nhỏ nhưng mà số lượng mà xuồng là hơn 300 chiếc xuồng bên trong. Trường hợp mà chiều cường nó lên á thì nước cái đầy mình đi nó rộng rãi hơn. Nếu mà nước nó xuống á thì nó sẽ thu hẹp cái khoảng cách. Nếu mà trong lúc mình đi mình thả tay ra ngoài thì những chiếc khác nó đi ngang qua nó sẽ kẹp vào trong tay của mình. Không, nó còn nhanh hơn cái sáu á. Cái sáu nó cạo nó còn nhập chứ nào này xuồng nó băng qua phát bài rớt liền á. Đã nhớ chưa? Hai tay luôn luôn vào trong. Rồi, đó là cù lao thứ nhất mà mình sẽ tham quan. Tiếp tục cù lao thứ hai là chỗ dừng chân cho mọi người dùng bữa cơm trưa. Và trên đây mình sẽ được tham quan trại cá sấu. Nói chung là cá sấu đã nhốt lòng ở đời. Tham quan cá sấu này, câu cá sấu này, còn ai không biết bơi thì nhảy xuống nó sẽ tập cho.
một phút 30 giây là bơi liền. Ở mùa này cũng đang khuyến mãi á, ai thích câu cái 60 câu, câu được câu nào giác về luôn đó, có cán bộ về để xe chở về nha. À, đi cầu khỉ chụp hình, và nó có những cái trò chơi dân gian như là cầu dây thần. Cầu dây thần là chỉ có hai chiếc dây thôi, một dây dưới dây trên. À, mới đầu bước ra thì nó rất thoải mái, đi tầm khoảng 2 thước thì cái sức nặng của mình á sẽ ép cái dây nó trùng xuống, và lúc đó sẽ có bạn ở trong này nắm cái dây rung rồi rớt xuống. Nó không phải dạng cọc treo nha, trên dây một dây, hai tay trên là giữ dây, hai chân ở dưới đi. Nói chung là em vui lắm, tí thì tí đi chơi đi, cứ ăn no đi xong ra lắm rồi mấy cá nó mừng mình. Hoặc là mình có thể đi xe đạp, cỡ xe đạp để tham quan. Và đặc biệt trên Cù Lao này nó có một cái đảo rất là nổi tiếng ở miền Tây, trước năm 75, đảo Dừa đó. Hồi giờ mình nghe tên đảo này chưa? Chưa. Phật giáo, Thiên Chúa giáo hay là đảo Cao Đài, mấy đó rất là quen thuộc. Nhưng mà đảo Dừa thì nó chỉ thuộc ở Bến Tre, riêng ở trên cái Cù Lao Phụng này thôi. À, cái tên đạo dừa nó cũng xuất phát từ những cái điểm là những người theo đạo là chỉ được ăn dừa, không có cơm cá rau thịt gì hết, chỉ ăn dừa, dậy xuất miệng cũng dừa, ăn sáng cũng dừa, ăn trưa ăn tối cũng dừa. Nhưng mà cái điểm đặc biệt là người ta nhớ tới ông đạo dừa này, đó là theo đạo này thì đàn ông sẽ được tự do cưới chính vợ, nhất nam cửu nữ bất thành con. Anh chị hiểu câu này không ạ? Nhất nam cửu nữ bất thành con. Đàn ông theo đạo được cưới chính vợ nhưng mà không được đem con lòng. Cái chữ bất thành con ở sau mới quan trọng. Tại sao ạ? Tại vì nếu mà theo đạo này cưới nhiều vợ mà đẻ nhiều quá thì đâm ra cái chính trị của đạo này sẽ bị rối. Và cái người mà làm ra cái đạo này, mục đích của ông là cần thế lực để thâu tóm cái khu lục địa miền Tây. Và cái người thành lập ra đạo này tên là Nguyễn Thành Nam. Ông là người gốc ở Mỹ Tho, Tiền Giang, nhưng mà lại lập đạo là lập đạo ở Bình Trang. Trước khi ông lập ra đạo này thì ông cũng có vợ và có con, nhưng mà khi mà vô đạo này rồi thì tất cả mọi người đều không được vợ và con. Và năm 1971, trước khi lên Sài Gòn trên chức tổng thống Dung Diệp, ông tuyên bố với người dân ở đây, nếu mà năm đó ông lên đây mà tranh cử mà đắc cử đó thì ông cưới người ta Nam Bắc, ông sẽ thống nhất cho quận 7 này. À, chế độ mà làm muốn gãy lưng luôn mà không được. Rồi ông lại tuyên bố với người dân là trong vòng 7 ngày ông sẽ thống nhất. Tại sao ạ? Ông sẽ sử dụng cái đạo của ông. Cái đạo của ông tên đầu tiên của nó là đạo Vừa. Là những người theo đạo này tất cả là không có sân xui, sân si gì hết. Tất cả là bình đẳng. Người làm, người không làm, tất cả lương đều giống nhau hết. Đó là cái đạo Vừa. Để chứng minh cho cái đạo ổng có thật hay không thì ổng lấy một cái lồng, bắt con mèo chuột bỏ chung. Thì mình biết là mèo chuột ở chung là 30 giây là chuột bánh sát đúng không ạ? Để đó mấy ngày trời mà hai đứa nó quấn nhau như vậy. À, đem ra để chứng minh cho những người theo đạo đây là cái đạo ổng đã. Và trên Cù Lao này hiện giờ còn lại tất cả những gì ngày xưa mà những người theo đạo họ sinh sống, thì tất cả còn lại cái gì cũ, bao gồm có năm quốc tử. Nam Quốc Tử đó là cái biệt hiệu của khu chùa mà ông Nguyễn Thành Nam cùng những người sinh sống trên này. Và đặc biệt là cái sân rồng, thì trên cái sân rồng này thứ nhất là nó có chính cái trụ cột, có hai ý nghĩa về cái trụ cột này. Thứ nhất là biểu tượng của chính đến Phù Sa. Tại sao nó là chính trụ cột? Đó là biểu tượng của chính đến Phù Sa của sông Mekong Công, đó là chính nó là đi ra biển. À, nhưng mà theo những người theo đạo thì đó là biểu tượng của chính cô gái, là những người mà theo đạo thì cưới chính vợ đó. Tại vì tất cả cái trụ cột đều khắc hình của thần con rồng. Và cái tên cột cũng cũng xuất phát từ những người theo đạo Chừa, khi họ bước chân lên họ nhặt được một cái miếng sành. Thì mình xưa mình biết vào xưa là tất cả cái miếng sành, miếng sứ của mình đều có cái hình, đúng không? Hình của những con long lôi vi phụng đó. Thì trên cái miếng sành này có hình của chim phượng hoàng, và từ đó về sau là họ đặt cái tên đó là tên cột. Gia đình có thời gian tự do tham quan, sau khi kết thúc ở trên này mình sẽ quay lại lên xe để đi vào trung tâm thành phố tham quan chùa Vĩnh Tràng. Đây là một trong những ngôi chùa cổ lớn và đẹp nhất của Mỹ Tho, Tiền Giang. À, sau khi tham quan chùa xong, đường ai nấy đi, ai đi về đi theo xe được.
ngơi xong, khách sạn thì ở là rất gần bến Ninh Kiều, rất gần Chợ Đêm, ăn uống tham quan khu Chợ Đêm. Sáng ngày mai 7 giờ bắt đầu đi, 7 giờ mình sẽ đi thẳng ra chợ nổi Cái Răng, đó là chợ lớn nhất trên sông nước ở miền Tây, tham quan những cái làng nghề ở Cần Thơ như là chỗ làm bánh tráng hủ tiếu. Nghe thì rất là đơn giản, nhưng mà những cái cọng hủ tiếu tươi mà họ làm ra từ cái bánh pizza hay là chim giòn ăn được ngon, mình chưa bao giờ thử được cái đó nữa luôn. Và đặc biệt là đi qua cái khu miền vườn bán chuyên bán đồ nướng ở miền Tây, chuột nướng, ếch nướng, ốc bươu nước tiêu, cá lóc nước chui, và những cái con rắn mà rắn hai đầu dạng như rắn chun ấy, dạng rắn nước mà không có độc ấy. Rắn này ăn là trị khớp, rất là nhiều người thích, bắt thả lên đến nước luôn. Khi tham qua những điểm đó xong rồi về lại Cần Thơ ăn uống nghỉ ngơi rồi về Sài Gòn. Và anh chị nhớ lại số xe của mình đang đi nhé, 3725. Bây giờ mình bắt đầu lên cao tốc, hết cao tốc thì sẽ dừng cho nghỉ ngơi đi vệ sinh rồi bắt đầu đi tham quan. Em tên là Hùng, Hùng hướng dẫn của đoàn mình hôm nay đi về miền Tây. Còn chị đi 2 ngày, chiều nay sẽ đi chung với Long, Nguyễn Văn Long nhé. Thì có gì khi mà kết thúc em sẽ chuyển xe ra. Rồi cảm ơn mọi người, chúc mọi người sức khỏe nha. Yeah. Quá hay. We'll be right back.